Trời, nó không phải thua hoàn toàn nhưng mà nó cứ đần đần như nào á. Vẫn thua mà. Tao gần max cái cây Ability Tree trong Simulated Universe rồi ba. Tao còn một tia cuối nữa thôi. Tao đang đi farm World 3 lại. Xong rồi tao có R6 cái cuốn Good Night Sleep Well tớ quay. Nó cho tao một con well xong rồi nó cho cái Good Night Sleep Well tớ quay. The irony. Ô lê lê có Seize the moment. Mr. Bất kỳ when you in disappear among the sea of butterflies, illusions of the past. Come on. Welcome, customers. Tao cay quá quan, tao vẫn không biết tại sao tao không có được một con Susan nữa bạn. Không lẽ bây giờ tao phải đợi tới banner tới lúc nó có trong shop xong rồi tao phải bỏ 140 cái xu kia ra để tao mua nó hả? Why is this? Let's begin. No. So you want what? Gì đây? Tưởng bỏ gì game này rồi mà. Mr. Long ông biết đúng gì không? Long bỏ game này mà. Bỏ rồi. Ông biết giờ tôi vừa mới ngồi tôi pull ra C1 well. Hả? Tôi vừa ra C1 well. Chơi vậy. Vậy là ông skip mẹ số bạc không rồi. Tôi không tính vô số bạc, tôi với Quang đang đợi lu chè thôi à. Vậy thì ông skip lu chè rồi. Làm gì skip banner sau nó 140 full nè. Tính là có một thằng nó tính á là nếu mà ông làm full luôn á thì ông nó sẽ vé à. Đó. Bảy rồi. Bảy rồi. Bảy rồi đó ba. À, đấy là 60 vé ba là khi mày không có thẻ tháng như Battle Pass ba. À Nam có thẻ tháng hả? Nam có thẻ tháng thì chắc được 70 ấy. Bảy rồi ba. Mày lại bậy nữa rồi ba. Nam còn có phân nữa mà. Ờ, nhưng mà cái là mày nghĩ là nam nó không bỏ tiền thêm theo vô đó hả? Không ba, tại vì tao sẽ đợi coi nó đủ hay không thôi. U bắt về luôn này. Ý là chắc chắn là không đủ á, ý là nếu mà mày không ba đồ bát thì đủ, ba đồ bát thì đủ, bỏ thêm thì đủ. Tại vì cái đó nó tính là ông làm được cả chaos full full ba full ba không à, thì ông
Không, nhưng mà ý là full hết luôn rồi sẽ được. Ý là tao tính dần nam rồi ba. Tính dần nam rồi, bỏ hết. Tao trừ hết 1.600, không, cũng 1.800 cây ọ xa luôn rồi ba. Thì nó vẫn được 100 rồi ba. Yeah, nên là không, guarantee rồi. Tính đâu ra vậy ba? Guarantee mà. Nghe không là git rồi. Legit thiệt. Ý là mày nghĩ thằng nam cần tới 80 roll để ra một con 5 sao á hả? Ừ thì ý là nếu mà giờ mày, hơn giờ thì mày được, xem thường nam rồi ba. Trung bình xem thường thằng nam rồi ba. Cái bản sau rồi được có cỡ 60 à, 6 mấy à, nếu là chơi free to play á. Cỡ 6 mấy à. Tôi xem vô thì chắc được cỡ lên được 84, 84. Tôi đang có 10 sao rồi. Đang đợi là nếu mà ông chắc định all in lui trà thì ông phải nạp một tí mà nạp đó, không, tôi không nghĩ là cần phải để nghe đâu. Tôi khá chắc là nó sẽ được guarantee rồi. Illusions of the past. Ông có roll silver wood không? Có chứ, ý là nó SP mình mãi mãi mà, SP vẫn cũ mà. Từ quốc tới quay giờ lúc nó reroll. Ừ đúng rồi, tao thề luôn, đó là một cái con reroll ngon nhất ba. Kiểu tại tới lúc mà mày có nhiều con hơn là mày reroll thì nó mạnh vậy. Nhưng mà hiện tại thì nó chưa phải là cái mảnh ghép cuối cùng á. Nó chưa phải là cái mảnh ghép cuối cùng để mày... Tại tao chưa, mày siêu bà quốc bây giờ mà. Về lây, về lây. Tao kim bự mà. Tao, đó giờ tao nhịn để tao quay này mà. Nhịn dữ chưa? Thì, nhịn quá là phải xả đó, phải xả vô cái con kia đó. Giờ ta cũng được 60 lần quay rồi mà. Là còn cỡ tầm 20 lần nữa là tao guarantee con kia mà. Oh my god, nha. Battle Wang. Còn có hai lịch ghét nha. Thôi lùm được cũng dây. Space Ceiling Station Attack Crit Rate Crit Dam. Oh no. It's so good. Đây. Mày muốn coi tao gacha. Từ vô Discord, tao gacha, tao... Mark, sao cái mày bưng nhìn đấy? Đẹp quá nhờ. Má mày bưng có sẵn cả Phantom, cả cái kia luôn này. Đỉnh quá. Quang, vô Discord đi Quang. Tao sẽ... đập relic. Đâu rồi, Long vô coi đập relic không Long? Thôi, tôi không có ghi. Ý là dạo này tôi còn... để nó chèn nhựa lum la mà, chèn bấy nhà đi. Chắc tôi nghĩ sắp, chắc cái game đó tôi sắp xóa rồi đó. Quay ra siêu quốc không xóa game mà đẹp. Mãi mãi ở tuổi 20. Intense. Không biết banh mò, một người ở đâu rồi? Bách nè. Quang, mày nhìn vô group chat đi Quang. Trời ơi, tao đứng máy rồi, what the fuck. Nó có thể vậy được, what the fuck. All in. Má mà ý là lên 50 tốn tiền nha. Má tôi còn có 500 đồng, 500 ngàn rồi. Tấm hết tiền. Đúc hết đồ luôn. Mình. Wang, I consider this an absolute win. Ngon vậy. Chỉ là nó cộng vô cái red effect phải 5 điểm luôn á. 3 điểm. 3 điểm. Ha. Nhưng mà nhưng mà nó vẫn là một cái step up từ cái cũ á. Nhưng mà ý là nếu mà nó so ra nó cũng bằng stat cái cũ không mà. Không. Nó được cái red effect nhiều hơn thôi. Ô đi cái gì đấy? Nó trông ngon vậy. Wait.
Không, không ngon. Tôi đang là 48, 175. Chơi lô tô thôi. Chắc đổi cái áo. Giờ chỉ cần lụm được cái áo crit rate là tôi sẽ ngon. Aris Dam đi, end game Aris Dam ai sẽ regret bây giờ. Nhưng mà mình nhìn áo crit dam tao là ba. Nó dòng 1 là HP, dòng 2 defense, dòng 3 defense phần trăm, dòng 4 effect hit rate phần trăm. Không nhưng mà ngon rồi bà, tự nhiên tao đi đúng một run luôn á. Xong rồi tao lượm được một một cọng dây attack với lại cái cục quan tâm luôn. Má Mỹ lần lưu trà hồi máu lạ nhờ, hồi máu có vẻ mạnh mà dễ bị sốc chết quá, phải đầu tư mà, phải đầu tư Đúng sim mà. rồi, độ Nhưng mà nó build nó dễ, build có nó nghĩa sẽ là giảm dễ. ta. Tại vì À nó không, sẽ ý xài nguyên là một ông hiểu không, bộ. con lưu trà nó giống như con tinh dung vậy á. Ờ. Hiểu, nên là nó dễ chết lắm, con tinh dung nó dễ chết sao thì con lưu trà nó sẽ y chang vậy á. Trùng. Nhưng Nên mà là nếu mà ông build thì ông phải tôi nghĩ build build là cho siêu thủ ấy. không, tôi nghĩ là build HP cho nó ấy, tại vì Không không không, nó còn có hơn không, nó đúng rồi, tại vì cái Atina áo mà. cái áo là tắt được nè. Áo là tắt được, không thật ra là cộng dây, người ta khuyên là dây regen. Dây Dây đúng speed, rồi, dây regen, dây regen, dây cái speed concept cũng nó y là chang tắt. kia vậy á, nếu Ừ, mà ông cái build được thì ông lấy nó là con C1 tiên thì dung nó á. hồi Nó chết ra. là một con Nó tiên là con tiên dung mà nó hồi máu mà. đúng rồi thì đó là tôi kêu cái concept nó y chang tiên dung mà, thì con tinh dung nó giấy sao là con nó giấy y chang vậy đó, không thấy gì đâu. Mà ngon bà, tao Nhưng mà nếu mà ông có gieo bạc thì sợ gì tôi chết không chứ. có kêu bà. À quên, không mà nếu có gieo bạc thì còn gì luôn chà quái. Alo, Cần chứ, tại quen chơi Blade mà. Ừ thì tao quay con lui trà xong tao quay con Blade mà. À vậy hả. Nhưng mà tao tao nghe nhiều clip các bạn Ok, là lưu trà cuối banner 1.1 xong rồi con Blade đầu banner 1.2, nên là tao tao có khi tao mày không xem đủ các bạn. Bố banner nào chấm hai không mà quan đi không xuất hồi ý hồi là mày một một có đầu ông á. mới nổ thì ông Ừ. hiểu rồi. Có nhiều đứa nói là đầu á, nên là tao nghi nghi à, đầu 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 á, đầu thì thôi, đầu thì mình quay được gì mình quay không quay được thôi. Đầu thì quay cấp ca dễ phải lộn. Ủa mày lệch ra con gì hả quan? Tao là gì đâu, tao Ủa tao kêu sao mày đang kêu không đủ? Ý là mày chắc chắn đủ mà, sao không đủ được? mày Mày biết có quay gì đâu mà không đủ. đây là bữa giờ tao quay quay vậy đó, xong rồi tao tích được Cũng gần biết tỷ giống tao mà, cũng cỡ sáu chục chục mấy hai chục rồi. hai mươi mấy lần banner nhân vật, 40 mấy gần 50 lần banner À vậy hả, mày quay vũ khí. Trời ơi cái vũ khí này nó bình thường mà, nó đâu có tối ưu đâu. vũ khí Nói trước làm mà gì, quen tao quay con quay vũ khí xe làm gì, lẻ nó mạnh thì nó mạnh thiệt á, tao nhưng mà quay nó tao quay vũ khí còn xe lẻ mà. à quay vũ khí xe le. Cái banner xe le nó có cái Hiểu hiểu good hiểu này hiểu bèo đúng quá rồi. mà. Không, ý là cái vũ khí xe le thì nó tối ưu cho mấy con đền nha, chứ cái vũ khí này nó đâu tối ưu cho mấy con Iron đâu. Mà quay quay làm cái gì, Illumination đó. Căn bản là tại vì nó cộng sát thương bạo kích thì nó mạnh thôi, chứ tự nhiên cộng thêm cái follow bài thác con nào xài đấy đâu, tự nhiên mất bà nó còn Cái nào? dọc cái mũ hiện tại nè, cái mũ của con Doan á. Thì ý là ông quay gì để ông lấy được cái sát thương bạo kích thôi à, chứ ông đâu có được gì thêm đâu. Cái dòng follow bài thác coi như ông bỏ luôn rồi. Mà cái dòng đó là dòng bá chứ bộ, tính ra là cái dòng đó nha, là nó bằng cái Refi 5 của cái Cái này slip của chính của ta luôn á. Ừ, nó bằng Refi 5 của chính của ta luôn á, là cái dòng nó mới là dòng bá chứ không phải là cái dòng cái một kích là dòng bá đâu. Nhưng mà quay chấn của con siêu quốc được có quan mạnh phải liền, nó gắn tác lên người một một con quái địch bất kỳ bá, xong rồi nó gắn cái gì lên, nó gắn cái gì vậy?
nó gắn cái ấn gì á, cái ấn bị hacker á, giống kiểu vậy á. Ờ thì nó thì được cái ấn đó, nó giúp cho ông deal thêm được 8% đam và cộng dồn 3 lần. Ồ, ngon vậy. Khá mạnh và ái biểu. Tám phần trăm đam nha Mr. Nam, chứ không phải là 8% ATK nha Mr. Nam. Dạ 8%. Ừ. Má chấn mạnh ngon, ngon, chấn ngon. Mạnh cho mấy con debuff với mấy con mà kiểu đam duy trì á, ông gắn vô xong rồi nó cứ điều điều cái hacker, cái ấn hacker nó hoài luôn. Tại ấn hacker nó duy trì một hiệp có một hiệp. Nhưng mà con quéo của tôi giờ nó C1 rồi, tôi có nên đầu tư tôi biến nó thành một con DPS không? Không, đừng. Con quéo nó là tôi SD thôi mà, ông đầu tư cái gì? Ông đừng có làm chó đam chính, ông build con khác đam đi, con quéo nó đam không đủ mấy cái đó. Thì tôi sẽ nhét nó chung với team danh chinh á. Thì ý là ông cứ build nó như một con SD thôi, chứ ông đừng có build nó như một con DPS thôi. Ông build nó sau khi ông build xong DPS không á. Tôi build hai con hiện tại là ok nè. Ủa, ông đi được tới tầng 10 chưa? Biết rồi nè. Chưa, ông tới tầng 10 rồi hả? Không, tôi có chơi nữa đâu. Dạ, tôi như bỏ game rồi ba. Tôi xong tầng 6 tôi không sao. Giờ tôi đang chơi... Không, nhưng mà con Vinh Doan của tôi giờ kiểu nó đánh tầng nào cũng được luôn á. Nó đánh được tới tầng 4 mà. Hay nó còn solo được. Tầng 4 mà solo được luôn hả? Ngon. Tầng 4 tôi không 3 sao được nha. Không phải solo mà ý là nó gánh được cái bục cửa, nó gánh bục cửa. Mấy tầng kia thì tôi 3 sao hết, nhưng mà có mỗi tầng 4 mà tôi không 3 sao được. Không, thì tôi có 3 sao không? Tôi không 3 sao được tầng 1 mà. Tôi chơi cho vui hả? Vô lẽ bác ơi. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Let's begin. Don't mess with this. Má mà công nhận con tinh dùng nó giấy thật đấy. Má đụng vô cái chết, đụng vô cái chết. Không làm gì được, bất lực cả. Tiên dung tôi thấy nó đâu giấy đâu. Con tiên dung tôi 3000 máu. Ông đi theo 3000 máu kìa. Ông bao nhiêu ATK đấy? 1600 ATK. Mà tại tôi chưa nâng, tôi chưa nâng full tiên dung tôi. Tại tôi nâng full ATK nên là nó 3000 ATK xong rồi nó có 1000 mấy máu. 3000 ATK. Không, tại vì cái cộng dây với lại cái kia của nó tôi chưa có nâng. Tôi bận tôi nâng hết rồi mấy. Cái gì mày nói 13.000, 3.000 là tắt hả? 3.000 là tắt rồi. Raw. Thì ý là mày biết đó là cái nào mà cứ ATK là tao cộng hết mà. Đâu, trời coi rồi. Tao quăng nữa. Dây, ông xài dây gì? Gip stat. Dạ ATK luôn, ATK hết mà. Ý là tất cả đều có ATK mà. Tất cả đồ đều có dòng ATK mà. Không vậy. Cái giày mày là giày ATK luôn. Ờ. Tao bị điên mà. Ờ. À. Ủa sao vậy mày xài dây tóc hả? Dây tóc chứ. Con tiên dung tại vì phải cho nó đi chứ. Tóc nhanh sẵn rồi tôi xài dây ATK luôn. Tại vì con xe le tôi 142 nên là tôi phải build nó 140. Ờ xe le một. Nên là tôi phải build nó 143 để nó đúng trước một lượt xe le. Thế là con của tôi hình như có 120 mấy à, 120 mấy dạ, tóc rồi, 121. Tại tôi thấy nó tóc cao sẵn rồi, tôi không có thêm. Bách chì vô rồi kìa. Oh nice. Lâu quá rồi mới gặp lại Bách chì. Ồ Bách chì bữa giờ ở đâu vậy? Bách chì đi công ty. Bách chì đang cuối đợt thực tập á, xong rồi bay đi Hà Nội, bay đi Đà Nẵng. Ông nhưng mà ý là ông nghe tôi nói nào, ông build thử con xe le 3000 ATK đi má, nhìn nó nổ đam đẹp lắm. Ý là nhìn đam nó ảo lắm. Vậy hả? Ok. Ờ đúng rồi. Kiểu như trong game này nó có một cái nấc đó, là nấc 2k rưỡi nè, nấc 3k nè, là nó sẽ nổ đam lên tầm cao mới luôn đấy. Nhìn đam nó ảo vậy. Rồi chưa, bắt rồi chưa? Đi thôi Quang ơi. Rồi mà bắt kêu rồi, đợi bắt một xíu. Không đợi bắt ơi. Buy cái recon ba. Ồ. Buy recon ba, quả elite ba.
What? Mày thử đi Quang, vui lắm Quang. Mày thử build con xe le lên 3000 dam đi Quang. Chi bắt đi bắt kỳ về xong bắt khinh mình bắt không thèm nói mấy cái chuyện luôn rồi. Đúng rồi, bắt khinh mình bắt giờ bắt tắt chỉ xài tiền thôi. Bắt vô bắt tắt mua cây mây bưng xong rồi mua thêm mấy cái gì con. Ok ok. Bắt gọi tụi mình là nhà nghèo kiết khác rồi. Bắt không được chủng tộc lắm, bắt không được quần miệng lắm. Đừng nói xong bách thấy giờ đèn là bách né. Má bản sau tao quay siêu quốc xong tao nghĩ game mà đẹp. Nghĩ game làm đồ án đúng không? Xong rồi lúc quay lại má anh em 5-6k 5-6k tắt xong rồi tao tao lẹt đẹt có 3k không? Ờ mà hình như game này nó cho mắt là cũng 90 giống như Genshin hay sao á. Hình như 80 mà đúng không? Tôi nhớ là nó 80. Hình như cũng mắc là 80 rồi hay sao á. Nó không có phá vỡ giới hạn nhỉ. Nó không có nhiều bên Honka nhỉ. Bên Honka nó cho lên tới 160. Má kiểu mốt cái game này ở quan là nó sẽ nổ đam giống như Maple Story đó quan. Kiểu nhìn nó đẹp quá. Tỷ. We stand together. This ends here. Con queo của tao e 14.000 đam rồi. Ý là con queo được cái là nó phá điểm nhanh mà. Nhanh quá. Time to finish this. Ôi mà tức là con men lửa đam to quá. Tao build nó full attack mà tao thấy nó phá điều yếu xong nó cũng được 8000 đam. Nhìn to quá. Oh, rồi bắt chị mua chưa bắt chị? Bắt chị mua xong chưa bắt chị? Rồi đây. Chị mua luôn cây mây bưng đi kìa, mây bưng đẹp quá kìa. Mua cây mua con dao mây bưng luôn bách. Không, mua full bên đồ đi. Bên đồ này lợi mà. Vừa phantom vừa bên đồ nữa. Quá lợi. Mà còn rẻ nữa chứ, có 6000 à. Đúng rồi. Ủa 6000 là rẻ không? 6000 rẻ quá. 6000 là rẻ không? Rẻ quá. Ủa chứ bình thường cái cây đỏ là bao nhiêu tiền ta? Tao nhớ cây đỏ hình như bình thường là 7000 mà đúng không? Không mà cái cây văn đồ Maybun nghe đẹp nghe đã ta. Bữa coi chị Jin nghe nó bắn đã ta ta. Disappear among the sea of butterflies. Illusions of the past. Welcome customers. Thật ra vũ trụ mô phỏng giờ thấy chơi dễ quá à. Kiểu mình full cái cây kỹ năng rồi đó nên là vô thấy kiểu chém toàn đâm đâm ngàn trăm ngàn trăm ngàn trăm ngàn. Just a little something. Think nothing of it. Better late than never. Okay, rồi sao đây? Nothing of survive or be destroyed. There is no other choice. You paid for that. So you are afraid of me. Cái con tát nó không được cả. Bộ binh đẹp thế. On my command. Now to step closer. A delicate operation.
nữa. What the fuck? Yo. Quang ơi. Ủa. Sao ai anh kêu vậy? Ủa, có anh này có kêu chưa? Anh nhớ là chưa kêu luôn mà. Chưa kêu. Ủa. Là em. Ủa, tôi đâu phải là. Ủa, sao Quang ở tôi vậy? What the hell? Match found. Đừng có chơi Starrail đó. Ủa sao không nghe được tiếng Starrail từ mấy tuổi? Đẹp quá. Map gì đây? Ascend. Yes, I'm pumped. Cái map này mà. Cái map gì? Phải. Chơi con bé hả? Chưa chơi gì bây giờ em kiểu 5 ngày rồi em chưa bắn chưa warm up nên là không sao năm là bắt 5 ngày bắt chưa xả what the fuck what the fuck chơi gì hả? Quái chơi kêu do cho quen mắc mệt quá trễ vậy bà không sao bà mắc này kêu cho mạnh hơn con server bà nhưng mà thôi kệ có xin rồi vui bà. I mean, all that slinking around makes you hard to track. Glad you're on my side, eh? Glad you're on my side, eh? Đây mọi người mấy ngày rồi chưa có bắn vào á nha nên là chết rồi nó đứng máy rồi cái câu đó của em mà được đứng máy đó được. Hello. Reloading. Hey, headshot.
Ơ vô sai, vô sai, vô sai, trong sai, trong sai. Bom mưa ra mưa rồi. Bom đâu, bom đâu? Bom, bom, bom chết rồi, bom chết rồi. No. No, không kịp lắm. Ném được cây serif. Ném được cây serif protocol rồi. Ờ, phải là mình công sai lẻ vậy. Nó bắt chì gánh mà. Bánh chì lên ca tì. Chì ca tì. Xạo lắm, bắt chì chưa là bắt chì ấy thôi. Ờ, bắt chì giá bộ, nhường 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 nhường. Xong cầm, cầm cái đầu nó vừa vừa giật. Bú cái đầu nè. Bú 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 bú. Ơi, vô sai nè mọi người ơi. Ủa sao mình không có mua súng vậy, mình thắng ra không để mà. Enemy spotted A. Để dành đi mua ọp ram 3. What the fuck. Tâm lý bất ổn rồi. Ờ, muốn vô không? Vô đi, vô đi. Ý là từ để đóng cửa luôn, đóng cửa, đóng cửa, lê lê lê. Bơ luôn. Có súng gì không? Má tìm mình echo rồi, chứ mình bắn thùng như vậy. Chưa có mạng nào luôn. Rồi lê lê đủ tiền mua hộp rồi rồi. Ờ mình cái sảnh luôn rồi kìa. Dạ, bên kia phó. Bên kia phó là cay rồi. Là sao mày Mr. Quang vậy anh em? Mày bị gì vậy? Ủa? À Mr. Khang chứ lộn. Đi 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 Long ơi. Long. Về đi về. Có số 3, số 3, số 3 em. Oh, số 3 3. Bên phải nha, bên phải nha. Reloading. Còn em ơi, còn số 3, còn số 3 đây. Còn đông, còn đông. Còn số 3 đông, 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 đông. Đi đi về chị về. Shadows traveling. Ồ, nó đây nè. Một bucket. One enemy remaining. Cuối bucket này, cuối bucket. Này trời. Mặc dù bánh bắn 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 thục nhưng mà Long đã cứu bắn. Ai ấy? Chọn, ăn chọn. Ê, bắn 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 mua 5 gạo, 5 gạo. Bắt đánh World 6 rồi, bắt đang đánh World 6. Bắt đánh World 6. Bắt đánh World 6 kìa, bắt chơi xịn tăng đeo à. Yes. Chế lụm cụ bộ, ơ bay bay thẳng vô đường nè. Mọi người chơi rush đi. Từ từ lụm lụm cụ, lụm cái ulti. Ê chế là ta lỡ chơi hop one way à. Ơ cái gì đây? Lỡ sao, lỡ sao, lỡ sao, lỡ sao. Một ulti. Chắc đi 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 đi. Tao tưởng tụi mình không rớt nên là tao không có. Ô ba thằng đâu ba thằng đi 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 lẻ lẻ đi rớt ra đi ra đi. Vô 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 rớt vô rớt vô. Tụi nó ba bốn bê lận. Không có chó không. Bro, tụi nó đúng nhiều bê luôn á, tụi nó bằng ba cái chế mà bắn tao luôn á bà. Ổn vậy. Anh giữ rồi đó. Chị đái rồi, chị đứng góc lộn gì đấy. Nó nhiều chán nha, tụi nó có 3 lần đi xe tờ luôn á. Còn 4 lần đi xe tờ luôn chứ, ủa? Hả? Một bên nè. Mất one way nè, ra hộ. Hai thằng quá chị ơi, đừng rồi. Hai thằng Cao hay bình cuối. Mẹ nó, gà chứa. Ah!
Bắt ơi đừng chết, đừng chết, bắt, bắt chạy thôi. Bắt chết rồi, cái off luôn. Chạy, chạy. Cầm cái off, ra men, ra men, ra cái men cho anh Nam lũng off, ba, gì vậy? Hả? Ra cái men là cái gì? Hồi nãy thằng bắt chạy ra men, xong rồi bắt chết thì mình làm như lũng off kiệt chứ, bắt chết kiểu đó rồi. Thì sao lũng off? Bắt chạy off luôn. Không sao, bắt giàu. Bắt là người đi lo có tiền. Dòng. Không mà, tụi nó nãy, tao để ý tụi học tụi nó không có smoke mà, tụi nó chơi, chơi 4 người đứa xe hả? Thì đó nữa, tụi nó collab ra ngoài nữa, mày thấy thằng Vic nó... Ơi, Lê mua giáp nè, ơi, Lê mua giáp. Ok. Rớt vô nha, rớt vô nha. Cơ, smoke nè. Ôi, nó mẹ, giật mẹ lên rồi. Here. Bomb buddy out. What the? Rồi Nam đang chặt gì đấy? Ôi gì vậy? Hay quay. Ôi lê được. Lê đi không? Oh no, lê được đâu? Spike down mid. No, còn ở mid 2 đó nè. One enemy remaining. Hai. Anh cúi dòng sai rồi, cúi dòng sai. Cúi sai, lượm bom qua được. Good work, I got the spike. Ôi trời. Này trời. That's right. Nó cầm cái ô đĩ. Lâu rồi. Nhưng mà ấy là tụi nó chơi, nãy coi nãy xe tở, tụi nó công mạnh lắm á. Tụi nó văng tùm lum dịch tiêu sai hết á. Mình vì nó không có smoke đúng không thì mình ủi cho nó được. Ấy là mày lủi nó được. Nó đóng cháy mặt mày luôn mà nó. Ba cháy là tao lủi ha, lủi nhưng mà lủi hết luôn đi. Lủi hết thì tao chạy vô tao nhảy. Hay stack bơi. Đi ra. Ok. Đi vô mẹ đi. Bomb buddy out. Ôi sao bắn sao không tủi vậy, nó chơi bị bệnh á. Ý là nám kêu vô. Đen chọi tôi chạy ra nấy tôi clear chỗ này mẹ tôi... Ở đây có à. Có, nhiều có. Trời ơi. Oh no, no, tao bị chốt. À, nó nhảy nhiều quá. Nào nó không chịu vô. Tao đi đâu, tao đứng ở đây mẹ, what the fuck. Mày chết đi luôn á, tao đang ở đây, tao đóng cửa cho mày nè. Tao còn không có vision gì nữa. Mày đứng ngoài đây nè, mày đứng ngoài đây nè. Bậy à ba, tao chết ngoài đây luôn hả ba. Tao chết kế bên mày luôn mà. Đúng rồi, chết ngoài đây nè. Mà vấn đề hồi nãy là kêu rush vô hết rồi. Nhưng mà bắt mít mẹ quá. Tao đang chọi grenade vô, tao clear cái chỗ đằng sau chen nè. Lúc mà tao móc cái grenade ra mày không chết mà, rồi. Còn sao ba đứng ngay chen bắn chết tao luôn. Thì đó, tao vừa móc ra là mày chết rồi, đòi gì nữa. Men. À, tụi nó đông lắm, tụi nó chơi cái trò để ra sớm được mà tụi nó ba những xe tờ rồi. Để đây nè. Ô đi. Ôi trời ơi, le. Spike down mid. Last player standing. Má tụi nó. Để bắt ơi, em vô sai chung với lại Nam. Ừ thì đó, để chỉ cần đợi vậy thôi mẹ. Hai thằng duelist lao thẳng vô, nó đâu có bắt được nào đâu. Đúng rồi, nó không có smoke, nó không có cản được em cho. Đừng có pick mid nữa, cứ lao thẳng vô sai thôi. Ok. Đây là mấy thằng này nó khủng lắm. Mấy thằng này nó chơi là nó chơi kiểu nhưng mà mình đẩy ra. Mình đi chung hết năm đi. Không đi lẹ cũng được nhưng mà tại nãy chơi sai cách á, nãy con dép không đi lẹ không. Từ bây giờ phải có con chim của Lele vô trước nè, xong rồi. Nó đẩy bê men lên. Đó, hào bắn sáng, má ơi gì vậy? Oh no. Thôi bẻ lắm, đi đổi sai luôn, đổi sai luôn. Rồi đây, tên hư. Ôi, cứu. Cứu bom đây. Cú. Đẩy ra nè. Ủa, nó vô.
Hiu cái đi xong rồi. Đổi đi. Chạy vừa heal vừa chạy. Ok. Người bình tĩnh gì đâu mà gấp. Thôi thì ý là siêu đổi sai đi thôi, không ai đổi. Không, bị kẹt. Tụi với lại bị kẹt trong cái lỗ. Đi thẳng đi, tụi tao canh rồi, đi. Chạy đi đây. Mọi người cứ đi đi. Trời, phía ulti vậy. Nó xếp rồi, thấy tiếng xếp, trong xe A kìa. Tiếng nó xếp rồi, bỏ em, mình không có tiền, mình nghèo lắm. Mình nghèo. Tao đầu nó rồi. One enemy remaining. Giết luôn, thằng cu yếu. Một body hit rồi nhỉ. 80 rồi. Ý là bắn luôn quán, sợ gì. Tao sẽ bắt kè mà, tao làm bi cho. We're here because we're the best. Don't any of you forget that. Nào, đi bắt tay lẻ được rồi, tay lẻ bắt đúng rồi đó. Đúng rồi. Tại vì bắt là con không sai mà, phải công sai chung với Nam á. Ok anh ơi. Hai con rồi, con 7, tại vì 7 chống nó đẩy mình thôi chứ bị chung. You want to play? Let's play. Ờ nó đẩy ra nè. Bắn gần tree nè. Tôi bắn gần tree. There. Tôi nghĩ con chim bò nó ở B. Đúng rồi, nãy nó, nãy con gecko quăng cái bò nào. Em muốn anh với em phát không? Dash rồi đó chứ. Trời ơi, 1.4 rồi. Đủ mấy cái đầu nó rồi, 1.4 rồi. Ok. Má cái phantom. Cái bánh đồ nó cúp rồi. Tạo tạo cứ tạo tiếng, cứ tạo tiếng xong rồi. Tao yếu rồi nha. Con tạo tiếng đi. Nam ở đây. Ôi trời. Đâu vậy? Đâu vậy? Out of charges. Ok. Cháy nữa rồi Nam ơi. Ô, what the fuck? Quân bẫy với nhau, bẫy với. Ấy à, đặt bom luôn Nam, Cho bầu anh tap. Nè. Ủa đâu rồi? Đây là hồi nãy ta cầm cái vánh độ là con chim bờ nó cút gọi. Thét. Cái phanh tâm lồ. Thét nó tung hiền. Ý là tao biết cái nướng đó luôn á, tao đặt cái tâm sẵn rồi mà tao bắn trước đó luôn mà. Quen mày xài vánh đồ vô quay. À, cái cây đóng băng á, cây cryostasis. Và nãy Lê để chung với lòng My là Lê bắn được nè xong win. Bây giờ nó để defending mà nó chốt mình vậy. Lấy nữa qua tắc qua được defending mình mình cần phải có cái plan gì để anti rush. Khó lắm phải nha. Odin mình không có KO quá, KO khó lắm. Op á. Weapon here. Op bắt rồi. Ốp là bắt rồi. KO Garden. Vô tùy. Bắt FK. Bắt rồi. Top nè, bắt rồi. Top. Tụi nó bắt đây hết. Đi về. Ô, vô được. Về đi. Tao giả bộ cho móc nè. Ok, về đi. Vô Nam. Rồi vậy tôi không phát cái này. Đi. Tô ba ở đó nè, KO ở đó nè. Còn một con ở bên B thôi. Nó ăn truyền mà rồi. Rồi vô. Hai, trên heaven nè. Gecko market tree á. One enemy remaining. Cuối nhà nó. Ok, anh về nè. Ôi mít gì là mất kết rồi. Không có, anh bọc tôi mất kết rồi. Ủa? Tao mình nhìn nhau vậy. Nó xếp rồi. Bắt ơi, bắt. Miệng vừa kia nó xếp rồi, chết luôn. bắt. Ốc kìa. Mọi người, em mới gửi ít video hay gì vậy? Gửi ít video hả? Ít video hả? Ít rồi, có banh đổ. Có cái ốp mà, không banh đổ gì vậy? Bắt
khuyến mãi. Tao chốc cái grenade vô cho nó không rush ra chỗ mình được nè mày. Satchel out. Grenade. Thôi con ta ở tree. Bóp à? Đây đưa chị ba cho tao lên. Ôi, một bát thang. Nó khó vậy, từ từ anh ơi, DR được đó. Ờ, DR đi. Có hai hả? Ờ, có lòng, có tới mày thôi lên. Here. Chết được à? Có mày bị tay hơi bé. Ôi, có. Không biết đâu nha, có chó mà. Có chó. Ôi trời ơi. Spike down A. Mới nhìn bên phải à. I got the spike. Phải không? Không. Ô hay á. Vô luôn. OT vô luôn lên đây. Để hết giờ rồi, hết giờ. Phải có. Last player standing. Có 7 đó rồi, bỏ đó rồi. 30 seconds left. Cũng ngầu quá, Haven. Bọn ngoài men. Xuống rồi. Trái. Oh. Hai bạn này. nhìn đúng hay lắm. Đi là sao ta? Em không biết nữa. Last round before the switch. Thôi đó quay hổng vô chung với Nam chắc clear luôn cái sai quay. Đây là tại 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 nhảy vô tại vì tao phải có dự TNT smoke lại cho thằng Nam á. Không, Nam nó đi được đâu, Nam mà nãy gì đó là tại vì có smoke mà không có smoke là Nam nó tới được cái cửa là chết. Đó là tại tao chỉ bắt chỗ này mà. Tao có ulti nè, tao có ulti nè. Bậy rồi, cái smoke của tao luôn, mày nè. Của tao, tao có smoke thiệt, tao có smoke thiệt, tao kêu tao. Không làm. Lúc mày smoke mày tới là cái smoke tao nó hết rồi. Grenade. Chạy rồi, lui rồi. Không lùi là bắn nó luôn á. Oh. Hay nè. Thôi, đi bơi luôn. Ủa tùy không biết. Băng kia. Ờ ok, băng kia. Ủa gì ra đây mỏng thế. One enemy remaining. Ở đây. Thầy lòng. Lượm bóp đi. Rồi sao bắn rồi, sao bắn. Switching side. Ôi dạ, gần sao bắn à. Nhưng mà giờ đẩy vô là sao thủ? Ờ... đống frenzy với lại kiểu gì á, nó cũng sẽ smoke mặt mình á, nên là tao thà chán cái smoke mặt mày mua ghost, nó không có smoke đâu. Nó flash cho mặt mình á thì mày mua cái frenzy nó ngon hơn cái ghost á, mày spam được. Bây giờ tao phải phá được con KO để tao không bị mất cái bẫy. Ok, để tao phá con dao nữa, tao kiếm dao tao phá nha. Mày lo bắn cái bẫy mà. Đây là cái bẫy quan trọng đúng không? Cái bẫy để có bẫy là ăn tao buồn cứ. Cứu tao. Tổng thì cứu lòng hả? Tôi bắt sai chắc không trúng bẫy đâu ha. Ô. Nó quét một nè. Nó quét gần. Nó còn cái kia nha, từ. Ok. Ôi trời ơi, cái bẫy. Tổng đái. Má quốc vừa luôn. Từ nó lướt à. Nó phá bẫy tao rồi, Nam ơi, nó gần bẫy tao nó phá rồi. Nó trong smoke con lòng á. Trái. Chưa thấy. Hai nè. Hai. Còn một thằng nữa, con. Bye. Thiếu rồi, hai nè. Mình tỉnh nè. Hai nè. One enemy remaining. Cuối này. Hay quầy. Đây. Đúng rồi Nam đó. Phải làm vậy nè.
ấy là nó hay nó sẽ lớp gần rồi nó phá bẫy tao á, tại nó không dám rush vô nếu mà tao nó quấy chúng tao. Bây giờ tao mà chơi anti rush bằng đúng rồi nè mày, mày cảm cây nó tình cầm á. Này cây này đúng anti rush luôn á. Mày đục cái cửa chính thì tao đục cái đường thẳng vô. Tao chấp mà luôn. À. Khỏi chừng hồi nãy nó có một lớp á, một lớp này, một lớp. Cũng có một lớp á. Tao về trước á, tao về trước á, mày mày đây đây, tao có 7 này mày. Ok ok. Chưa có tiếng, chưa có tiếng. Đó, nó quất rồi, nó quất rồi nghe đó. Thấy ổ ba kìa. Trời ơi, lòng. Lòng ngầu quá. Nó vẫn có email nè. Đang chạy về một nè. Nó là bộ bê là có 7 con nam cầm cái cây. Dù biết cho một tầm. Ô, ai đây à? Enemy spotted mid. Đây cho một một một. Thôi bỏ đây, bỏ đây, bỏ đây. Ủa, nó trùng mình, nó trùng mình, nó trùng mình. Ủa, nó trùng mình, nó trùng mình. Vô rồi, vô rồi, vô. Chắc không? Ôi. Để rồi tới luôn nha. Ở nó không biết kìa, nó không biết. Ôi, cứu. Spike down A. Không. One enemy remaining. 30 seconds left. Sorry. Cúi mẹ nó. Shadows traveling. Có người canh tree rồi, mọi người đừng lo. À, okay, không có canh tree hết. Ở đây anh canh rồi. Sợ đi mất kìa chủ nhà mình luôn. Có tree nè, Kira nè. Kira nè. Satchel out. 10 seconds left. Ây à. Anti-rush. If they try something, I'll see it. Đúng hả? Đấy là tụi nó chơi đội hình đó, tụi phải rush mình á mới đúng. Tụi nó không rush mình là tụi nó thua á, tại tụi nó vừa tiêu tay. Tụi nó phải dồn dập. Tụi nó không dồn dập. Hai chơi smoke đẹp quá. Tụi nó không dồn dập đi cũng dễ thua luôn á em thiệt. Yes. Tụi nó không dồn dập là tụi nó không có khách nào thắng được mình luôn á thiệt. There. Còn nghe tiếng bước chân mình rồi. Ok. Bảy của tao nói là bảy. Em đẩy sau á. Ờ smoke cái là ok. Ê Berkeley A đó mọi người. Ồ nó dính đâu dính tao mày luôn. Về dính tao. Ờ dính mày. Okay. Ê. Ô ô. Rồi ba. Bắt đẩy xong rồi bắt cút rồi. Coi chừng nó vòng về nhà mình. Coi chừng nó về. Nó vòng được á nha, nó vòng nó đi mid được á. Ai nhìn mid đi, nhìn mid coi nó đi mid không. Ô, oh, trong vô sai luôn rồi. Ô, rip. Vô. Ê, tao hết máu rồi Hoàng, tao vừa bắn lộn viên này. Lấy cái tầm cái. Ờ, không sao. Ấy là tao phải bắn. Xếp trúng. Nằm. Ờ, xếp này mình không có tiền á. Ủa đâu này đang bonus không mày? À, tụi này nó chơi từ tụi nó có mình bonus mà. Tụi từ từ nó. Bonus nhưng mà tao với Bách chết rồi tao. Không, tại vì Bách đẩy ra. Không Bách thấy cái bom là bị cái góc đầu thăm mình. Em timing cái em quay qua nhìn cái bom mới tiện quay qua lại cái con Rich nó đứng trước mặt em. Tụi này chơi kiểu an toàn lắm, tụi nó dám đẩy mình đâu. Nó sẽ im tới cái lúc mà nó rush. Mình phải kiên trì đi, mình thắng được nó à, tại vì tụi nó cứ cứ tốn nhiều TNT cho mình thôi. Bất kỳ được quét này mua đựng cây nè. No. Kiểu tao thì quét không đâu rồi sao? Cái cây phải dùng cái cây mới mua của em chứ. Đủ bắt chị một cái súng. Bắt tắn rồi, bắt tắn này hả? Bắn đi, cái gì anh chị bóc đi.
Coi nó nhảy qua. Ơi lê lê sao núp đây vậy? Lê lê không không không. Bỏ bỏ bắt tôi. Nó nhìn mít đi. Nó nhìn mít hết vậy. Ối luôn. Nó nhảy ra bắt tôi, nhảy ra bắt tôi. À đồng. Ok anh vô bộ anh bắn chúng nha. Ủa mày trong bot house sao quay? Oh rip. Ừ. Yếu đề á là tự nó không cần phải biết. Thôi tao nghĩ. Tao có cái này mà. Có cái này nè. Mà nó nhìn mày được luôn nè. Mà nó nhìn ra ngoài được không bé? Nhìn ra ngoài được không? Không, nhìn bên trong hả? Thì ra ngoài được. What the boy? Người ta sợ đi bê quá à. Không sao, không sao. Nó quốc rồi. Trời. Rồi, thấy không có nhìn biết nó vậy á. Nhìn biết là nó nói nó tiếng B nè mà có tiếng B nè mọi người. Có tiếng B nha, có tiếng B nha. B á, biết tao. Oh no, oh no. Oh no. Tao không biết rồi, tao vừa núp vô cái chỗ kia. Về lại. Trời ơi. Một chút xài. Cuối bom. Winnable. Cuối nhiều tiền quá. Lộn cuối nhiều máu. Tao bắn mã đậu, tao cầm cái Ares tao bắn một thằng mà chứ. Ôi. Chống sai. Oh no, mày bán. Ấy đúng rồi, lên đây bán đúng rồi. Mày bán rồi, tao tội lỗi quá. Tao tưởng con chim. Con chim bay đủ xa nó chỉ đứng đây được thôi à. Đứng đây nè. Tao khò lỗi quá. Cái đứng tao sai, không bay tới được đâu. Bây giờ mày phải đọc con chim mà. Tụi này nó chơi kiểu nó không dám công tao á, nó sợ tao mà. Tao nghĩ là do mình không có một người dedicate coi mid á. Nên là nó lọn cái mít mình dễ. Nhưng mà con Ray coi mít tụ lắm ba, nó không có. Nhiều B, nghe tiếng B. B. B đồng anh em ơi. B đồng mới vô B nè. Ôi, nó hồi sinh. Ôi trời ơi vậy. Last player standing. Không sao, mình save. Rồi save, nó cost cái ulti là mình được rồi. Tính ra tụi mình tao có chiêu hủ sai đúng không? Nó you are powerless mày. Chi vậy? Thôi xong hao rồi, để tao flick cái marshal lại chết. Không, mày mới bơm chúng nó rồi, xong rồi mày xem cái đam marshal nữa là nó. Ghê. Bây giờ nè, bắt canh mít đi, xong rồi mỗi người còn lại bắt canh chết canh mít ngon hơn mấy con người bạn. Để cho anh mượn cái recon đi bắt. Yes. Xìa. Tao đẩy ra thử một round nha quen. Tao đẩy ra, nó chán chứ, nó hay chán trước nè. Nhớ okay. Quay mặt nếu mà nó. You want to play? Let's play. Thôi. Không được. Mít. Đừng, em đang coi mít mà. Có ai vô đâu. Ở vô đông rồi. Ôi trời, ù hai thằng cũng biết luôn chứ. Rồi một thằng ở đây nữa, một thằng từ hướng này nữa. Hai bi linh. Vô vậy. Đi catwalk rồi. Ồ hay quá lên. Ok. Được xin nhàm luôn kìa. Last player standing. Ôi trời má nó. Cọc cái gì. Spike planted. Mấy mày đứng off angle. Thằng Sova này thấy hai round liền á, nó đứng off angle nó bắn nè không mà. Ờ, bắn đúng hả? Nó
Hay hấp bài. Ờ hấp bài, hấp bài. Mít lủng quá nhờ. Bắn hai mít đi. Bắn đi lên cho em cho em kia xếp. Tôi nghĩ là ông smoke xong rồi tụi ông chạy ông smoke này đi xong rồi tụi ông đứng chơi chiếm ở đây luôn. Bắn single trận chiến á. Chỗ này nè, với lại chỗ này đi xong rồi mình lao ra. Tiếng bề. Nó quét bề. Nowhere to run. Đây. Đi nằm à. Thôi được lao. Có một con lốt này à. Bê hết đó, bê hết đó. Ok. Lát liền. Vô bê hết rồi kìa. One enemy remains B. Spike down B. Flawless. Trời, mình vừa flawless một round save đó hả? Đây là tại vì tao giết 4 mà bà. Mày sao mày làm được 4 không quay? Tao top line 2 thằng. Top line. Không, là ý là lúc lúc mà mày lúc mà tao bắn mày không có làm gì hết mà tao cầm sao tiếng tao 4. Tao bắn 100 thằng Suba, tao bắn 100 thằng Gecko, kêu tao không làm gì. Thì đó, ý tao không bắn nữa. Ý là cái phải không không tao không bắn nữa thôi cho mày. Không giỏi rồi. Tao cay rồi. Tao giỏi, tao giỏi. Tao bắn 100 mỗi thằng, nó kêu tao không làm gì hết. Nghe cay không? Tôi có cái mũ mày á, chứ mày tao mày á. Rồi sao? Có tiếng bề, có tiếng bề mít. Em núp quay bề. Chị Lê bác về, bác về B-man phụ anh quay được không? 80 My old friend. Đây nè. Grenade. Nè nó hướng về B nè. Ủa? Ôi nó kẹt billing hết rồi kìa. Tự lông rồi. Bỏ rồi, có em đây với anh nè. Ok, để anh xuống. Không bị chuyển được mà, không sao đâu. Lông thoát được cái phải lắm. Đang không có nhìn. Ủa, cái bên ngoài mày, nó thấy mày nha Long. Bên ngoài mày hơi kỳ nha ba. Ê là cái cô 80 đó Long. Bắn cái cô thì mày bắn 2 viên rồi đó chết. Cái cô 80 nha, cái cô 80 nha. À nó quất gần, UA. Tao vẫn ngồi ở đây nè. Tao ngồi ở đây nha, tao sợ là nó. Mày lách vô xíu Long để chán nha nè, nó chán nha mày không bị ba. Coi chừng ở đây nha Long, bị lỗ. Anh tái ra, anh tái. Ê bê bắn rồi, bê. Có tụi nó phát ra, tụi nó chạy về bên nè, Bắt bê nè. Trời ơi, biết lắm. Bê bom, bỏ luôn. Bỏ rồi, thắng rồi. Cầm mít. Còn tham nha. Thôi hết tham. One enemy remaining. Hai. Mấy này phát không à? Đừng mất phát không à? Tao cái intuition bảo là mấy thằng này nó không nó quăng một đống đồ xong rồi nó sẽ không đủ. Ừ mấy tại vì nó nhiều tiêu lắm, nó dễ phát mình lắm. Em mua hộp á nha. Không em. Ok. Hay để anh phát trực tin ngoài này cho nó khỏi vô. Cho anh quốc. Ok. Anh quanh quay ở bên đó. Em thiết, phát quốc. Đến ra mấy thằng phụ em nhìn từ cái... Rồi, quen ra nhìn này. Ok. Thế là tôi sợ. Thì mình không nhìn chỗ đó cái nó. 7 mét à. Long smoke cái chỗ này nè. Hết. Cho mày ra anh nhìn không sao là bắt đầu. Hết. Cứ nữa nó kêu nó một nữa. Đông bắt đầu. Bốn thằng. À không, hai thằng chứ lộn. Để flash đây nè. Bắn không quay tao flash đây nha. Ok. 1, 2, 3. Thôi bỏ, đừng. Hai nè. Trong. Ê, đối diện. Billing kìa. Hai billing cuối luôn kìa. Mà mình còn nam ở đây à. Nam đừng chết, thôi ra đêm. One enemy remaining. Rồi, cuối. Thôi giờ nó dòng về nhà nó chị ơi. Đúng rồi. Đừng bắn. Ok.
30 seconds left. Xếp rồi thôi, kiếm ốp rồi, kiếm ốp lại, bắt. Nó xếp rồi, tại vì bom bên em lận mà. Nó không lấy bên em mà nào nó vô bọc bom được. Thôi chạy dạ luôn đi, cho đỡ mất ốp. Mít kìa. Thằng này với tao hay tháo vậy. Hai thằng này hay tháo. Thằng đừng chạy qua chị lại nhìn vô xong rồi khủng thằng nào bắn. Ừ, dạ, có phun tiền nè, phun tiền nè, phun tiền. Phun tiền nè, có tiền hả? Ơ, cho tao cho cái ốp được không? Không. Quá xì kè. Nghe nó nguy hiểm á, đừng có throw em ơi. Ơi, hai ọp á, hai ọp là nó hơi, nghe nó hơi throw á. Nhất là khi tụi nó có flash thì tụi nó rush nữa. Ừ, thấy là tôi nghe ông phân tích á, nhưng mà tôi muốn ọp á, thì tôi bắn ọp đi. Ok nè. Cho anh thích á. Có nhìn top mid. Bê. Ok. Máu bê. Em đang nhìn men nè. Bây giờ nhà mình nè. Bây giờ nhà mình. Ôi, 144, súng tao hết đạn. Cũng biết chứ 144 rồi. Kimbo nhà mình. Giờ chồng luôn rồi, Lê. Ok. Spike planted. Ai nè. Flash vô nè. Ôi, đổi súng đi Long ơi. Thôi thùng kích, sao thùng kích, Lê, đụng thùng kích. One enemy remaining. Đụng. What house? Chả nè, vô. Game tao. Ở trong smoke kìa. Cái cửa bên trong smoke luôn. Đúng rồi, bắn. Đẩy vô, chung. Hay quá, mấy bạn ơi. GG. Thế là tụi nó chơi là hình này khác nào thua đâu. Tụi nó có smoke xong rồi chơi. Không chơi đùa với team luôn. Tụi nó có smoke vì tụi nó mới chơi nhiều nếch chơi tờ vượt quá. Đúng rồi, thiếu nữa. Đấy là không có smoke á, tụi nó chạy vô sai. Ủa, không có được. Sao tự nhiên nó vừa mới kêu fuck off vô mồm kìa. Ai làm gì đó đâu. Bách nãy đâu có, ôi chết đâu, bách nãy chết. Không, tại tao nhá, tại tao nhá. À. Ủa, ủa sao có bẻ vậy, có Simon thì hôm nay hội thủ đông đủ vậy. Hôm qua thì tao với mày ngồi chơi 3 trận Andre. Xong hôm nay có 7 người. Chơi tự kỷ phải không. Xong Long bỏ rồi ta. Lỏng vào kìa. Lòng đáo đây lại rồi. Không bị chơi rồi. Ủa, là sao? Cái lộn gì vậy? Sao bẻ chị đông con vậy? Nó bể rồi. Rồi chắc chơi kia chơi bật tia 2 rồi quá. Thôi, vậy thôi tao đi cho. Ủa, ông đi gì là không đủ. Dư. Ủa? Gì đây? Gì vậy quen? What is this? À. Tự nhiên, từ 7 xuống 4 rồi. Đủ 5 nè. Hello. Em reset game. Không em. Ờ, đủ 5. Đủ 5, nhưng mà mấy kia có vô không đã.
Anh em đi hơi mệt. Chắc là em đi ngủ quá mọi người. Ngủ quá. Buồn ngủ, buồn ngủ là thể hiện của sự. Ủa, từ từ em đi chuyến này xong là em hết đi làm luôn ở đó rồi hả bác? Ừ, còn ngày ở Sài Gòn nữa. Ngày Sài Gòn cuối. Còn ngày mai ngày mốt nữa. Xong rồi chung hết tuần này á. Xong rồi em chốt chỗ làm mới chưa? Em gọi điện em chưa. Chưa. Đi chưa đi interview luôn hả? Chưa anh. Thôi nghỉ hè đi bác, coi như là nghỉ xa hơi sau khoảng thời gian học tại WSU. Rồi em không biết nữa. Can't need the money man. Thì ý là nghỉ hè là em vừa ngồi ở nhà em chill, vừa bắn Valorant, vừa rải CV đó bác. Chứ không phải là nghỉ hè là nằm ngủ chứ. Cắt. What? What? Rồi bắn luôn đi. Thấy tao thấy bể gì là Simon có vẻ không chơi á. Simon mày nhắn Simon đi ba. Đó vấn đề Simon. À game hư rồi, tao vô luôn rồi, tao out mấy lần luôn ba. Cái spawn mới, cái variant màu đỏ đó thành màu đen luôn hả? Yeah. Cái variant xanh lá đó là nhìn nó như mặt đen vậy mà. Mùi đi quán 4.3 là bao nhiêu ba? Cũ à. Cũ lận hả? Lương em 31 triệu mà mua đi nè. Cái gì 31 triệu đâu ra. Em 31 triệu với cũ ra còn có 30 triệu là được rồi nè. Quê không gấp ba luôn nè. Tôi có 1 triệu à. 1 triệu đô đúng không? Oh shit. Dữ hơn là 31 triệu nữa. Triệu Việt Nam đồng á. Ủa Simon đâu rồi giờ bé? Sao Simon không vô vậy? Bắt đèn buồn ngủ lắm rồi. Tôi biết quá, Simon thấy cái vô không? Smooth. Thấy thằng Long rồi, bạn Long rồi. Long. Tôi hú rồi. Long ơi. Quang, tỷ lệ 45, 200 quang má. Nó yếu hơn tỷ lệ 77, 130 nữa quang. Tại vì mày không có consistent grid. Ý mẹ tỷ lệ 45-200 ta chặt 19k ba, còn cái kia ta chặt 45k ba. Bảy giờ là... đủ rồi nè, let's go. Đúng là bảy giờ có con xe le mạnh nhất trong xe tắc luôn nè. Ông ấy mạnh nhất nè, ông cày vãi đái luôn nè. Không, tôi start đâu, không, tôi không bằng một nửa ông luôn á. Xạo ba bữa thấy ông xô quá. Đâu, nhưng mà ông giờ 50-200 rồi. Đâu, chưa 50 mà, 45 à. 45-200 rồi. Match found. Tôi có... Yếu. Ô nô map ghẻ này nữa. Để bây giờ ông nâng lên 70 là ông được cộng 8% rít đam đó nè. Tôi có nâng cái đó rồi mà. Đồ, xe le mạnh vãi ba. Mày bớt không chịu dây xe le. Hả? Xe le đi bắt, đánh led đó bắt, bốt cái chơi cắt xíu với lại con nào á. Xe le là ai? Xe le là con tóc xanh á, con neon á. Ôi chơi sao nó gọi là xe le vậy? Tên nó là xe le. Tên thiệt của nó là xe le. Ui vậy hả? Really? Xe le.
Bắn trận lẻ 013 đi ngủ thôi. Biết cái vụ IBP mọi người bị chưa điểm không? Biết. Nhưng mà em nhìn anh quan tâm không? Tại vì em cũng có quan tâm. Ý là anh với em giờ cút khỏi trường đi làm rồi. Kéo ai khe nữa. Kiểu trường anh I mean, nó hơi xàm thiệt nhưng mà okay. IBP là ai yêu mà giờ cần dạy yêu nữa. Không, cái môn business project của tụi tôi á, môn cuối. Ban đầu bảy mấy điểm xong bóp xuống còn 66 điểm. Mấy đứa từ distinction rớt xuống credit. Cái tụi nó chửi. Này có mấy đứa từ bảy mấy xuống còn vừa qua môn của anh. Khó chịu vậy. Vừa qua môn hả? Anh đâu tới mức vừa, anh 66. Anh nói thiệt, anh ở cái điểm cuối stage 2 anh bỏ học quái luôn á, anh chả thèm học. Kiểu thấy vô dụng quá. Thấy đúng bách, đi học. Vừa su. Đi coi, mày rú ra coi, tao sẽ xì tên cho mày coi. Ôi trời, em đi, em đi E đi. Bơ hả? Ở bên. Em tưởng là Heaven. Oh no. Em mới chơi 2 smoke rồi. Không sao, map này 2 smoke xuống rồi. Ê, tao xì tên mày lướt ra nha mày, chuẩn bị nha mày. Ok. Tao rớt chung mày không quen. Hay là tao canh mít. Ơi, hey, hello. Nghe, bây giờ. Rồi B. Anh smoke, anh smoke cái lớp đầu dưới nhà hết smoke anh rồi em, anh smoke cái lớp của em. Ui, qua luôn, nó vô luôn. Flash à? Nói mà, em nói nó qua luôn rồi. Mình... Ô, xuống một thằng canh ngay đây. Spike planted. Nailed it. Coi chừng ở đây nha. Sẽ có một thằng từ gần. À dạ, ủa, 78 mà đứa chết. Nó đứt ngoài cửa. Nó đứt ngoài đây. Đi liên qua 78 mà đứa chết kìa. Anh nghĩ là cái con Brim thì em smoke B hợp hơn để anh đi. Ờ em smoke A hợp hơn để anh đi B chứ. Bây là nãy em smoke rồi, đi qua luôn mà. Tường mình lên hết rồi, mới qua smoke luôn. Không, tại nãy anh đi E, anh đi E, anh không có xịt độc được á. Anh không có một cái anti-rush. Anh lết mid để ở dưới hết luôn. À nè. À nè mọi người, qua hết mình xếp mà. Gì đâu. Đó giờ chết rồi. Ôi chết em, ơi cứu em được không? Ai cứu em được không? Ok, không ai cứu em nữa. Ồ, không cứu được. Mọi người giờ vô. Ê, đủ quá, vô rồi. Hay. Rồi, chết chết 2 rồi. Không có hụt chết 2 luôn vậy. Ê. Kích kìa. Hay. Em sai á, em sai hoặc là main gì đó. Từ có sân này, từ. Ôi man, nó chưa vô rồi, hai cuối chưa vô á. Từ hết máu rồi, còn 4 máu rồi nha. Mà nó cũng đâu có mua súng đâu. Rồi, bình tĩnh rồi. Bị tích chung thôi. Ê. Ừ. Đây là còn 4 máu rồi. Cố bắn người thôi. Biết sổ rào, ông bắn được người cũng... Có khi nó không mua giáp, không chết. Rồi, B nè, mọi người đợi về chung đi. Bom B. Spike planted. Một ngoài main nhé. Stun ra nè, quay từ từ quay. Chạy ra quay. Nó chạy ra main. Một hôn. Lại có gì một hôn.
Ôi, bên cuối, bên cuối có một cái spectre trong đấy. Thầy, ôi. Thầy quăng súng đây, quăng súng. Classic, quá. Classic đó. Có ma sổ à, ma sổ với lại... Ừ, đưa cái ma sổ cho. Lấy cây. Tự nhiên thắng round, eco ngon quá. Tại vì nó cũng bị boss fight rồi đó. Nó cũng... À, không có một thằng sexy đó. Tụi nó rú vô xong chết hai luôn rồi. Hay vậy đấy. Đấy chắc là quên chính skin rồi, đang cầm cái súng ghẻ. Con này thủ xài mạnh vãi. Ok, em đi A tiếp đây. Ok. Keep them back. Turret out. A nè. Tôi ở đây chơi luôn nha Sim anh. Mọi người có gì không? Ok. Nói nó lụm con ọp A nè. Mid có kìa. Còn em sẽ múc lại mid không? Còn em sẽ múc lại cái ạc không anh quen? Không à. Quen vừa có tầm rồi. Rồi con Sky nó hãy. Vô rồi. Down you go. Hay. Vô rồi đó. Spike down A. One enemy remaining. Come in. Okay. Yo, ra lấy cây tâm tâm dưới đúng không? Gì? Spike spotted A. Có mua gì không? Nào, nó cũng eco à. Oh. Yeah. Mà lại chết con này thủ sai mạnh vãi đái. Con nói con cũng mạnh lắm. Tên dính ba luôn nè. Anh em với anh để amen không? Để ai đâu anh tên này chơi. Đừng thôi quốc quá. Vào đi B đó. Con mình tôi chơi B nha mọi người. B hoặc mid. B. Bắt luôn. Vai. Rồi. Nambu. Nó rush rồi ha, không làm được gì. Khó rồi. Spike planted. Trời đất ơi. Ôi trời. Thằng lồn mày lúc nào cũng có một chỗ, nó không bao giờ đi chỗ gì khác tại cái đó không. Bắt sai có một. Sài Gòn nha, một bắt sai một ô này nè. Dạ. Bắt sai hết á. Nice try. Bắt hai súng. Ừ, chết luôn. Đâu có nhiều tiền đâu. Cái animation của con dao mì quần múa đẹp vãi. Cái gì? Mày mua hả? Không. Ý là mày coi video trailer nó múa hai tay luôn mà. Ảo vậy đó. Cứ tưởng mày mua vậy. À đâu mất. À. Tao thu boss luôn nha mày. À đâu nè. I've got your trail. I suggest you move. Cái chừng nó móc city nha, chừng móc city thôi. À nó hai controller. Đúng rồi. Má đẩy ba gun vô luôn nhịt mẹ. Target
chờ giờ đứng 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 chết. Last player standing. Ôi dạ. Ừ hay. Ê ra cái ra. Nó đi nhà mình. Tới nè tới kìa. Hay. Đi cái gốc rồi, nó mới rớt gốc rồi đúng không? Không có, nó bắn thanh tầm á. Thanh tầm hay thanh đồ gì á. À tụi này khùng vãi, nó ủi ba quân ti vô. Tao biết ông mạnh á. Tao biết con Rich mạnh á, nó phải vậy thôi. Ủa. Lại thấy chết nó không dài thôi, sao nó còn quân vậy? Từ qua. Không, chết nó chỉ bay vô à, nó không có xài quân ti. Ai đồ. Chỉ bay vô à. Mà ra nãy em quân ti kiếm men á, là có mình muốn chết trong xài à. Mà tại nó quân ti đồ á, mình không quay được. Get out of my way. Em smoke lại chứ. Đây. Ôi giời, ôi này ôi thì tách khai được nha, ôi tao ôi. Ok anh ạ, thả mát, em đang canh cái đường. Bay ra này. Stun ra nè, đợi đi, stun ra nè. Ôi, xuống. Đúng xuống. You want to fight it? Oh, Ashrato. Face your fear. Yeah. Rủ vô là ulti thế nha. Ulti. Ôi, quen chết rồi, ulti. Spike planted. Oh no. Chết mẹ rồi. Súng này sao này, cần súng không? Súng này nè. Hai cây ở bên lưng luôn. Mẹ. Một con hôn á. Concussing. Hai mọi người, đang. Ui, vãi lộn. One enemy remaining. Không ngoài men. Defuse hết giờ. Hai. Defuse đi, bắn kìa. Defuse một. Area is clear. Yeah. Half rồi. Nó xuống rồi. Last player standing. Hai. Chỉ một. Thằng. Kịp. Oh, không chấm 36. Ai đang cầm? Hồi nãy nó lỗi á, nãy mà nó sắc kỳ thay vì nó stun là mình thăng này. Đúng rồi. Nó xài lỗi. Nó bắn 2 luôn. Ờ. Ấy cho nó xài động kêu á. Ờ. Em xài bản đồ để bắt. Bắn nó. Ờ. Cái này. Ờ, thank you please. Need equipment. Please. Thanks. No. Hồi nãy nó cắt tường ulti tăng ra cái kỳ ăn. Ai drop. Simon drop cho bắt. Ok. Ok. Thả mát. Ôi dạ, bây lưng không ai coi. À. Rồi. Có setup từ. Cứ coi ồ ạc đi. Chưa nghe hết mới quăng mắt à. Vô nè. Chuẩn bị ra. Lướt vô rồi đó. Ok. À, không, lướt ra chứ. Chưa vô. Vô. Cứ thoải mái đi. Mình có quá trời vô nè. À. Nó vẫn có ạc nè. Một ạc, coi chừng ạc á nha. Gôn nè. Khi nào nó về bê không? Toxins going up. Tường lên đi anh em. Bê kìa. Không có bê. Mít. Ô bê đông bê luôn rồi. Hay nè. Hay quá. Mình chiếm cái B main là ngon rồi. Mình chỉ có B main thôi. 30 seconds left. Không còn một số bút. One enemy remaining. Hay. Hồi cuối rồi. Ăn luôn anh ơi. Long. Hay quá. À, nó tính dao đúng không? Hồi mém lắm rồi đó chứ mà nó thấy tao không quá. À nó lấy con chó vô nó chết có một đống setup tao ở ở Gamin nên nó không có thèm vô. Không, nó con chó vô nó tọc lại đâu thấy mẹ đâu. Thôi vậy được rồi. Setup lại mà nó chỉ biết setup của tao. Bê.
Mày ngồi đó đúng không? Toxins going up. Ủa nhờ retake được nha, retake được nha. Về coi bên kia. Vô đồng trắng mà vẫn bắn. Kiếm mà. Đúng rồi, công ty 92 nè mày. Bắn mấy thằng hư. Mày nói việc tách mà. Hồi nãy là nam kêu không phải là tụi nó vô hai thằng on rồi. Xong rồi bị ăn xì tinh của. Ý là anh tụi nó cũng ăn xanh, anh cũng ăn xanh. Đẩy mid nè. Đẩy mid không? Em smoke cái mid top rồi đó. Sao a. Ok nè. Vô rồi. Ủa là vô rồi hả? Ấy à, má vô sai đây. Đẩy sudut nữa rồi nè. Vậy mà sao chết kìa. Từ từ mà. Vô smoke quá. Smoke's down. Dường quen nè. Hay. Jump, còn chết nó vô sai đéo kim nhảy luôn mà nó chạy thẳng cái một chui vô sao luôn quả lộn. Thì là đó là công việc của nó mà. Ờ đúng rồi, chết nó vậy mà kiểu chơi không tôn trọng đối thủ á, lao vô. Ôi. One bomb by main nó drop chừng nào hết. Ê a có biết rồi. Có em đây. Toxins going up. Mid đó, no mid. Rồi nó chuẩn bị. Có một con lốt. À lại sao em chết con đó nữa. Có lần hai lần rồi, có con đứng gần nè. Belling nè. Em xuống cái Belling là cho anh Nam. Spike planted. Móc xuống không kịp. Đó đang đang reload nữa. Cái gì bắt còn OT. Last player standing. Con da đen này nó có đi lớp hoài á. Mẹ nó da đen phải sống chui lũi mà. Da đen sống lương thiện cái gì. Ừ mà. Thôi, xếp cũng được rồi. Tụi nó ở A hết rồi. Nosferatu. Astra, Lassin, Binin. Ơ gì, Binin. Ờ, mày quay vòng nha. Sao? Mày quay đầu ngược lại có con gì đứng đằng sau nha. Dám vô đâu. Chưa vậy. Quang căng không vậy? Quang căng rồi. Tao sẽ đứng bên ông... à lòng tao sẽ đứng bên lưng nha. Đi A đi nè, tôi đi B giờ. Nhưng mà tôi là Simoc mà. Bách cũng là Simoc kìa. Xong rồi tôi đi rồi ai Simoc chứ. Thì để tôi đặt cái tường cái này rồi tôi bỏ đi.
Thôi kệ đi, ba bê cũng được. Quang quang góp rồi. Đi ba bê đi, ba bê đi. Quang chết là thua. Sao nói vậy được? Có A nè. Đồ đồ nó là một A nè. À, đừng chết là được nha. Rồi mà. You want to fight it. Nó vô. Nó đây lấy hết ul vô luôn kìa. Miệng lồn. Ý là có ul á, muốn retake không? Quang đang cầm cái cây đó đó. Planted. Đi. Luôn. Rồi. Lỡ rồi chơi luôn. Let's go. Cũng gần mà. Chết rồi kìa. Hay. Hay. Chết rồi. Reloading. Tụi nó chỉ có main thôi. Main học trong sai. Man, a 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 cái game này nha. Để sát đó. Không phải con Australia nó đứng ở đây. Để quăng cái ốp ở đâu vậy? Đứng ở đây nè. Mình bốn thằng mình chạy vô là nó đứng full mình luôn á. Xong rồi may mà anh quay lại anh bắn chứ không là mình bị lất mục đích rồi. Nãy ở đây hai thằng nè nó lướt quay hai thằng rồi nè. Không, lúc mà tụi ông đi qua xong rồi có một thằng nó nằm đó nữa. Có một thằng là ý là nó lận kiểu gì á chứ làm sao mà mấy ông canh quan hả? Mua quen. Ôi, quen mình đâu A luôn. Nó cứ sai luôn. Quen không cần luôn. Sao tụi nó không đi A nữa đâu. Nó đi B để ulti. Đi đâu, nó đi B. Đây, coi chừng chết mất. Bắt đầu. Cái lồn luôn. Đông lắm. Ác hả? Đây là chết mẹ rồi. Đi sau cái tường của con hub ở anh đây đục kinh nữa. Spike planted. Má là được luôn kìa. Có tường luôn. Một hai mươi. Ôi trời. Nó đi qua lại tôi không bắn cái nào. Rip. Đồ hấp máp hả? Trời, giết ba luôn chứ. Ôi, mấy mày rồi. Từ đủ quá, nó hấp quá, nó thấy đâu. Không, nó đục thôi à. Switching sides. Nó đục thôi. Không phải. Cái gì đó. I can hold an area pretty well myself. Angles I can't. Mình công mấy mạnh mà. Chắc không? Chắc luôn. Không là tao e rồi, thằng mày đủ gì hết nè. No. Đợi gần tới á, đợi lúc mình gần tới xong rồi ông không quen lắc cờ luôn mà. Quen ổn quen. Đi tới là tôi đi cuối tôi stun hết 4 người luôn đó, nào mà win game vậy. Đúng rồi, mày cứ đi đằng sau lưng người tao á, mày stun hết tụi tao là win game. Ê, kẹt rồi Simon cái boss này kẹt rồi. Simon. Toxins going up. Tường lên đây nè. Chết gần nha mọi người. Ôi. Trời ơi. Mới chết gần đi mà. Anh đang chết gần mà. Anh đang bắn thằng xa. Ok. Thằng kia nó quyền ra. Nó đang lắm mà. Ok. Không sao. Từ từ mọi người. Từ đây thôi. Trời ơi. Ê. Tao cầm xe bay. No. Hey gang. Chờ. Đi thôi. Giả bộ đi. Đây hai thằng. Đi chứ mới đây hai thằng lắm. Top á. Giờ phải clear trong sai đi rồi vô. Đi chỗ clear. Vô clear thằng trong sai đi tại vì ở ngoài vô cũng có một thằng. Rồi, Astra building, Astra building. Có thể vô sai nha. Time out. 30 seconds left. Nó gần rồi. Ôi trời ơi. Tiếp nữa được rồi. Nó xài cái cây đó bắn gần mạnh quá. Nó gần. Đỡ nó linh ấy. We communicate, we win. Hay rồi. Tới lúc đỏ tay nó bắn. Vô.
Food buy hả? Ok, được. À, mua mấy cây này mới win. Ok, sure. Launching smoke. Mẹ gì vậy? Đù má bên đây đông vãi. Cẩn thận nha anh em, nó hay móc qua đường lắm á. Ồ, lộn lộn. Right here. Tưởng anh ở đây. Rồi nó flash. Này đi bên A ở chiếc 2 nha. Con Sky nó ở trong anh em đi chung không? Thôi 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 thôi. À ở chiếc 2 nè. Quán kìa, quán kìa, quán kìa. Ôi, cái súng này không bắn xa, không bắn xa được. Sorry quay. Ai về về B rồi không hay là đi à có trong thầy à có trong thầy à có anh bể vô sai đi cho hai anh vô rồi đi đi góc phía trước rồi đó đi đất rồi ra sáu thùng rồi 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 ăn 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 xuống 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 gì á à bùn đốt bùn đốt ở với nhau rồi bùn đốt bùn đốt bùn đốt hai lát ở B từ B chơi chung với nhau đi chơi chung với nhau đi Simon thì tôi cũng không có đọc post plan nữa tôi em cùng xuyên nhau luôn nếu mà nói đứng chỗ ơi nó kìa thôi tự nhiên rồi nhà nó luôn target out boys and orb emitting. One enemy remaining. Rồi, rồi, rồi. Phải vậy chứ. Hết rồi. Ơ, cái súng này nó tiến nó lại. Tiến nó lại. Thấy không? Mua sổ cái win nữa kìa. Súng thần mà. Cái màu sổ game này bắn dễ hơn cái scout đúng không ta? Ôi, mọi người ai cao dễ hơn nha. Ý là hai cây nhắm của CS:GO đều bắn dễ hơn hai cây nhắm của Valorant đó. Đúng, CS:GO bắn cốc lẹ vậy. Ông bắn ốp CS:GO nó đã lắm. Ôi ôi em hỏi nãy giờ không mua súng luôn. Bây giờ CS:GO y giá. Hay, một nửa trong sai á. Đã lướt vô rồi. Ok. Hay nè. Reloading. Hey mid nè. Đi cái building đi anh ơi, có extra trong building. Tao có ul rồi, lấy cục đi, ai lấy không? Đi. Vô em. Hả. Chắc chưa? Chưa. Đi 4v2, 4v2 làm gì có đi chung thôi chứ đừng có đi liên là được. Đúng. Vậy đi nó đi nó thích lớn lắm. Móc lại nha. Toxins going up. Rồi. Stimpy không mấy coi bot, có mấy coi clan rồi. One enemy remaining. Bro. Ôi giời, chắc bóc. Ủa, cái đó là flash của bot hả? Anh tưởng flash của con kia. Ủa đâu, con kia là con Z mà sao nó flash vậy? Tự nhiên thấy trắng màn hình à của bé. Trắng. Ê là tao phát bắt khai dính như vậy rồi hả? Vãi lồ vậy. Tao không hiểu cái game bị tam rồi. Ê là tao nhìn là cũng tưởng là nó sẽ choáng ra bắt sai. Ừ tao phát cái chữ tí tượng này nè, xíu xíu mà tụi mày đứng đây mà sao tụi mày được vậy? What the fuck? Không, nghĩ là mày flash chỗ này đúng không nè, mày đứng đây mày flash vô đây đúng không? Ừ đúng rồi, flash vậy nè. Đúng rồi á, tụi mày flash đây mà. Tao nhìn mày bắn flash tao, tao biết mà. Tao nhìn mà vẫn, tao tự tin một chút. Vãi lồ game hư rồi. Có thể nó đẩy anh đi lấy lượm quay lại lượm bom đi bé ơi bom ngoài kìa bé tôi nghĩ là nó canh mấy góc điếm đó nha đẩy không đợi e vô chạy vô sai ấy đúa ơi vô ôi có một thằng cam đây ok tao vô không vô nha vô đi vô quán bỏ ra đó mày. Ôi. Dạ. One enemy remaining. Spike down B. Cuối đầu. Last player standing. Cuối từ đây. Từ đây. Spike down. Placing alarm bot.
robot coming back. Lắc sao mày? Góc, cái góc đó bắn gọi đi dành. Nó chuối. Ý là không kịp chọn cái khác nữa. Đặt cái lắc nhiều vô xin thôi. Ồ, cái này nãy nói đúng, nó đi bi liên quan mà. Ừ. Ngon cái bi liên là ngon. Má thấy quang vô. Bộ con Astra thằng bắn chuồng kìa mày. Mọi người nhận rồi. À đúng rồi. Ý là khi nào làm lễ tốt nghiệp là chân có kèo đi ăn đó nha. Được hả? Giống như cái hôm cái gì ta 100% của người ta quá. Nhân số y chang không? Dạ. Hay ui ui hay thế. Thì mình không có mà cứ làm thấy con lồ rồi nó cứ đẩy mít. À, thì mình không có heal khó chịu á. Oh, gần. Rồi à, wow. Cái gì vậy? Gì overkill vậy? Cơ dừng lết nha. Quang nó đi tắt đấu đầu luôn rồi. Từ từ nói, có chứng flank, không có turret nữa. Không turret đó, không phải, không để đó, Shima chết rồi. Rồi một chung sai đó. Đi từ bi liên ra thôi, quang đã canh cái này rồi. Nhưng mà không sao, quang cứ hô cái này đi, quang cái này là ngon nhất rồi. Đây, bi liên quang. Nào, cứ để cho quang làm, cứ để quang cút. Đó, nó smoke là tắt lửa rồi. Rồi. Bám vô. Ai lộn. Last player standing. Ủa? Quá. Ôi. Ôi, là sao vậy? Ủa sao đồng nó vũ á, hai thằng chạy vô cũng tới. Hai thằng chạy vô rồi một thằng chạy nó bét á, thằng kia nó stick á. Nó làm cho quay tưởng lại là tưởng quay trong đó xử lý xong rồi. Ừ, đâu thấy quay trong cái phút mà. Chạy quay thôi. Là tiếp cút rồi mà. Thằng cút là thằng quay. Giờ còn ulti ở đây để sai nha. Để có ulti nè, tụi có ulti rồi, rất là rú hết luôn. Là có ulti. Rú hả? Ok. Đuổi nha. Anh em rồi. Vô, hai rồi. Ôi, rút bé, rút bé. Nó rú lại ngược mình đây, mình không biết. Ma. Mày nè. Ơi, sợ em chết kìa, hay quá. Hay không? Cái gì quán? Mày thấy cô vợ tao, chung khi tao đang uống với quán. Nó mít gần á. Mít kìa, đẩy mít ra nè, đẩy mít ra tới nè. Còn không? Còn. One enemy remaining. Phải. Rồi qua với anh nè. Ê, quý anh, nam vô, nam. Quý anh đúng không? Ok. Ừ, quý anh. Gần thua nè, kế xin ngồi luôn. Nó không check. Ôi trời ơi, ghê vậy. Wow. Rồi, Simon nhảy rồi chỉ áp sát nó đéo nhìn Simon vậy. Cái lộ chỉ là nó nhìn cái gì á mày. Nó nhìn cái góc bên kia cái nó không nghe Simon. Hay thiệt. Trưng như khủng thiệt chứ. Để hiểu sao. Rồi, tìm nó hết tiền rồi, hết tinh thần luôn rồi anh em. Hết tiền hết tinh thần. Cái xong nó win run này cái nó lên tinh thần lại. Để kéo OP thôi. Get out of my way. Concussing. Reloading. Enemy spotted B. Con chết nó đó. Không biết là đẩy từ A nha. Một lối một này. Hai thằng ôi. Ôi. Hai thằng luôn. Nó chạy lấy súng em, nó chạy lấy súng em. Ê, hai thằng ở đây, hai thằng đây luôn, hai thằng luôn. Đông đây. Chết mẹ. Ui. Cứu anh đấy. Ủa nó chạy về Billing. Hay quá mà. Rồi hai cuối không có súng. Về. Đang hơn người á. Thôi quen cái tôi cao lắm, quen cái tôi cao.
Chị ơi, Quang, mày nghĩ mày quăng quăng xuống xuống là mày nạp đạn đó mày. Quang kết tôi quá kẹo. Quang kết tôi kẹo rồi. Ui, nhìn lại cái chỗ Amen á. Ok. Ôi, cái eo, ai Nam, cái gì vậy Nam? Đừng Nam ơi, Nam. Ồ, oh, nó tự. Nó chạy xuống luôn. Xém chết. À, Nam chết kìa trời. Đâu, tôi bấy nó mà. Ok, my arms vậy are good, we can go. Thằng ha bò bắn tụt vải đá. À, đi ra thôi, có ulti hả? Yes. Có ult. Lấy sai rồi, bot lane. Thì giống kịch bản nãy rồi, có ult rồi, Simon làm mới rồi. Nó có 3 kill. Just saying. Thế là mình phải chiếm được cái này trước nè, coi chừng nó đẩy ra còn không kinh nha. Watch and learn. Chạy nhanh không? Em quăng. Ờ, get go nha. Thì tôi kêu. Rồi, lấy cái đợi. Từ, đợi hết xem mối. Ôi, Quang không nghĩ vậy. Em rồi luôn. Ăn cứt luôn. I suggest you move. Ê bro, fan chết đi, nó fan chết đi kìa. Face your fear. Má, nó vậy nữa. You are divided. Cái lộn vậy. Chó thấy tao, chưa thấy mày chưa, thấy tao chưa? Chắc không. Last player standing. Ai à. Nó đang defuse nha, đang defuse. Còn vui má. Nó có 1 tỷ. Tỷ thứ để che luôn rồi. Change my stim beacon. We'll mow them down. Tụi quán mày chơi lẹ vãi. Need a quit. Ờ, chết xin cũng được. Thì vội quá, mày làm gì, mày mắc ỉa, mày giặt khăn gì mày chơi vội vậy. Vội quá, vội thật đấy. Thật chứ, chưa kịp đặt cua, nó quang bay mẹ vô sai rồi. Ai, ai mua giùm bách vậy? Dạ, anh em đã căng. Em cầm cái đó là em căng rồi. Căng. Reloading. Dạ, cái gì mà nghe hả? Hay là chó vậy? Tường nói tụi mình. Tường nói. Mình đâu có hộp bờ, mình không có hộp bờ. Ý là anh có tường không? Anh có tường, anh chưa bật. À, ok, I see. Tờ được. Để hộp thấy không? Trời ơi, đã. Anh có thể. Kiều quán. Cái lộ nha quán. Smoke's down. Cua dễ quán. Thôi vô giúp lành, giúp lành. Linh. Plank. Một plank. Một plank hả? Dễ coi đi nha. Coi, đang coi. Em trong default nha. Rồi default thì cứ quăng đồ sẵn vô thôi chứ sao. Ok. Ý là con bot coi Linh rồi, con bot coi Linh rồi. Ok. Linh. Nè. Hai thằng luôn hả? Hay là một thằng? Quyết không biết. Ấy ủa không? Làm vậy có mất đồ quá anh không? À không mất hên quá. Không mất, sao mất được. Một trong sai đó. Healing một trong sai. Ê Linh. One enemy remaining. Cứ linh. Má đồ điên kìa. Ủa là Red. Nó sợ rồi. Nó biết sợ rồi. Match point. Red thằng à. Let's finish this already. Quang, nãy mày bắn hụt hết đúng không Quang? Trở lại đi Quang. Câu hỏi, cho tôi vấn đáp vậy. Out. Ồ, Quang từ top frag rớt xuống tư frag luôn rồi. Mà ký mã, mà ký mã. Mà ký mã, no cap ca. Đó, góc lộ mày đứng đây bị kẹt nè ba, chạy ra nếu được. Không à, góc đó là... Get out of my way. Coi chừng nó đẩy. Nó đẩy mid á, coi chừng nó đẩy mid á, con chết nó hay đẩy mid. À, hồi nãy nó bật bu nó cũng... Ờ, đúng rồi, nó hay đẩy mid. Watching this location.
có dùng cái tường này nó đi vô bên này được không ta? Xuống nó vậy không? Chết lướt, chết lướt. Chết lướt ở đâu á? Mít hả? Ờ à, 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 à. Ok. Chết thằng quan này không biết nha, chết thằng quan không biết nha. Chuẩn bị run tay từ từ nha, đang lấy cục xong rồi chứ. Đi bộ về. Đi bộ, đi bộ về, đi bộ về đi bác. Đi bộ về, đi hạt nha. Chết hạt. Nghĩ là đi bê hợp lý hơn. Đi bê hợp lý hơn. Ờ, tại con chết, sợ con chết á. Chết đi amen nè. Chết cái góc, chết cái góc điểm, chết cái góc điểm nha. Quá hai dao rồi. Không lộn. Trường lên rồi, trường lên rồi. Ôi giờ bị chó cắn, bị chó cắn. Không sao, không sao, không sao. Chạy, bị giải nha, bị giải nha. 30 seconds left. Mid, 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 mid. Bling, bling, bling. Nó plan chứ cái gì. Cứ plan đi bắt rồi, em chỉ việc plan thôi. Này. Ố okay. Trời em nói canh hôn em. Mãi dầu xà hết luôn. Mãi canh hôn luôn. Lên canh flank, lên canh flank. Úi, đục 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 đục. Last player standing. I've got your trail. Đồng luôn. Ô, what the fuck. Quên rồi. Ủa, ý là gì? Ý là nãy em đặt bom á, em nói mọi người canh hôn. Thường lúc đó là có mỗi một mình em với lại ấy. À, vậy hả? Rồi, thấy. Bây giờ mọi người fake một sai đi xong rồi một đồ ti trong bom. Dạ, quan lúc nào cũng đi fake hết rồi. Rồi, à, vậy thôi. Chỉ còn quan, quan, bạn chết trước không à? Đội lỗi chứ. Đúng không? Đã ui luôn nè, chơi không? Ok, okay. Sure, đi ăn đi. Lấy đi ăn, ok. Nhưng mà cô vợ nha, kịch bản trong mẹ đẩy ra đây okay, mẹ. Ok, ok, ok. Thôi là em quăng cái stream cho mọi người chạy nhanh. Rồi, ok, ok. Chạy nhanh. Reloading. Rồi, đuối luôn nha, không, không, không điểm dừng nha. Đồ hài quá. Bảy kìa thôi, đi đây nè. Vô luôn, em cứ vô luôn, em cứ vô luôn. Ôi mà là. Thấy cái lồn gì đó. Quang, cho tao một lấy thẻ, tao mày lại chui vô cái nổ, tao mày chết rồi. Last player standing. Hello Quang. Tại sao vậy Quang? Không mà tao đã đâu e tao đã quăng bom chứ mà mày chưa vô nổi tao mày chết rồi mày còn bé mà alo. Anh Hoàng entry khi điện thấy kill feed có tên Hoàng tưởng là Hoàng giết được người thì thấy cái kill feed nó màu xanh hết á. Vô. Hút nam vô. Chu. Chu. Làm vậy được luôn hả? Làm vậy được luôn. Đi. Cô bé nó có enemy remaining. Attackers win. Oh my god. Ủa. Nó không quẹ. Cái gì nam? Khủng vậy. Nam mới làm trò gì vậy? I'm straight in fur, straight in fur giống động. hình như con nó còn không chứ mấy giây nữa xong rồi đó. Thấy đẹp, đang làm fuck. Không cái bên nó có blast 3 kìa. Ờ bắt blast 3 một thằng sắc 3 nữa. Bắt blast 3 mẹ. Rồi blast 3 nó. Bắt blast 3 nó cũng blast 3. Ờ. Nó bằng kêu em. Nhưng mà nó có sắc 3 nữa kìa. Sắc 3 nữa. Oh my god. Thôi tất ba chơi hạt nhưng mà vẫn không thắng được mình. Ờ quay nha, cái pha cuối đánh giá nha, mà chưa có nổi là mày chết nha. Quay. Quay. Quay vô anh. Trời luôn. Quay. Thôi đi ngủ đi. Mai đi làm nữa, bye bye mọi người. Ok, good night. Ngủ hả? Good night.